mấy đứa toàn mạnh không sợ Trung Quốc. Không mà gặp toàn là mấy đứa là dưới đây là không không biết cái gì luôn. Thank you.
kêu gì. Rối rồi. À, vậy ông nói hả? Trời, với cái đũa xe một cứ rồi. Mức độ oxy thiếu khẩn cấp vậy. Lộn chung vậy. Ừ, đừng Bóp, ai em bóp đây nè, bóp đó, ừ.
Thank you.
Cái này là sao mà tới giữa đầu khởi động mà tự nhiên không ai nói điều đó hả? Thì hai là hết giờ là bài rồi. Ăn xe xong hai xe sau bắt đầu bị sửa hai đều châu mà coi tới đoạn này chắc kinh luôn á. Yeah.
Vậy đâu thấy không chạy ra đâu mình mới giờ. Vậy uống nước xong rồi nghe mình nó uống nước nó vô nằm thêm tí nước nữa. Chịu khó nghe luôn á thì. Ván này mới quyết định nè, ai thắng ván này mới là thắng. Quyết định hoài vậy. Hồi nãy quý ba quyết định thì thua thì giờ siêu 4 quyết định gì? Ờ hoài thua hoài kỳ quá. Thua không có cố gắng nha, xe này thua đừng có cố gắng nha. Giờ là bài thôi. Hey, what's that?
Rồi.
ngoài luôn. Rồi mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi làm dân nữa nha.